Chương trình của năm 2012 với rất nhiều người yêu quý đó là aria Papageno và Papagena trích trong vở nhạc kịch cây sáo thần của nhạc sĩ Mozart. Và với tác phẩm này thì chúng ta sẽ cùng gặp lại ba nghệ sĩ soprano Ngô Hương Diệp, nghệ sĩ baritone Mạnh Dũng và nghệ sĩ piano Đặng Bích Thủy. Papageno,